Anh Đức làm gì mà không bắt máy nhở? Hay là chắc anh ấy đang đi xe? Chắc vậy. Xin lỗi chị, bọn em xin phép lên đồ được chưa ạ? À, bạn trai của tôi vẫn chưa đến. À, cô có thể đợi một chút nữa rồi hãng lên đồ ăn được không? Dạ vâng, được ạ. Khi nào bạn trai của chị đến thì chị gọi em ạ. Cảm ơn cô. Anh ấy làm gì mà giờ này vẫn chưa đến nhỉ? Kỷ niệm mà cũng đi muộn nữa. Kỷ niệm một năm yêu nhau sao? Kỷ niệm xong chia tay là vừa. Bánh rẻ tiền có khác. Ghê thật đấy. Này, cô làm gì vậy? Sao tự nhiên lại tự tiện động vào bánh kem của người khác? Đây bánh của cô à? Đúng lúc lắm, tôi có chuyện muốn nói với cô đấy. Có chuyện gì chứ? Tôi hỏi thật nhá, bánh này cô mua bao nhiêu tiền đấy? Khiếp, nó vừa xấu lại còn vừa dở nữa. Bạn trai cô mà nhận được chắc xấu hổ lắm. Cô nói cái gì đấy hả? Cô còn trẻ mà bị lãng tai sớm đấy. Có cần tôi nhắc lại lần nữa không? Tôi chưa từng gặp ai vô duyên mà không biết xấu hổ như cô đấy. Đã tự tiện động vào đồ của người khác rồi lại còn lên tiếng chê bai à? Cô có giáo dục không vậy? Mày nói ai không có giáo dục? Mày nhắc lại xem. Cô Dương, có chuyện gì mà sáng giờ em cứ gọi anh vậy? Chạy xe cũng không yên nữa. Cuối cùng anh cũng đến rồi. Anh không nhớ hôm nay là ngày gì sao? Anh có rảnh cả ngày như em đâu mà biết được hôm nay là ngày gì. Ôi, đáng thương chưa kìa. Xem ra chỉ có mình cô ăn mừng ngày kỷ niệm thôi. Đằng nào cái bánh này nó cũng dở tệ ra. Cho người ăn không được đâu, vứt thùng rác đi. Cô cô Lan ạ. À? Sao cô lại đây? Anh biết tôi à? Dạ, tôi là Đức, là tài xế riêng của anh Toàn, anh trai cô ấy ạ. Tôi có thấy cô mấy lần xuất hiện ở trên công ty. Chắc là cô không nhớ ra tôi. À, hóa ra anh là tài xế của anh trai tôi à? Anh về đúng lúc lắm. Bạn gái của anh mãi mắng tôi là đồ không có giáo dục đấy. Anh xem giải quyết thế nào đi. Cô không bỏ qua chuyện này đâu. Sao cơ? Tại sao em lại mắng cô ấy? Mọc xin lỗi đi. Em đâu có làm gì sai đâu. Tại sao em phải xin lỗi chứ? Người phải xin lỗi em là cô ta mới đúng. Cái gì? Cô muốn tôi xin lỗi cô á? Là mơ đi! Để tôi kể chuyện này cho anh trai tôi nghe nhá. Ê, ê, cô Lan! Chỉ là chuyện hiểu lầm nhỏ thôi. Cô đừng kể chuyện này với anh Toàn nhé. Này, em muốn anh bị sa thải em mới hài lòng đấy à? Em... Mau xin lỗi đi. Tôi xin lỗi. Cô nói cái gì cơ? Tôi không nghe rõ. Tôi xin lỗi. Tưởng cô khí phách thế nào, hóa ra vẫn phải cúi đầu xin lỗi tôi thôi. Cô Lan, bạn gái tôi không biết lý lẽ. Xin cô đừng để bụng. Nể mặt anh, tôi bỏ qua chuyện này. Lần sau về dạy dỗ lại bạn gái của mình đi. Không phải ai cô tạm đắc tội được đâu, nghe chưa? Dạ vâng, tôi sẽ dạy dỗ lại bạn gái tôi ạ. Anh Đức, chuyện này thật sự không phải là do em, là do cô ta quá vô lý. Em có biết suy nghĩ không vậy? Cô ấy là em gái của chủ tịch công ty anh. Một câu nói của cô ấy có thể khiến anh bị sa thải đấy. Nhưng em có làm gì sai đâu chứ? Em vẫn không hiểu vấn đề à? Ai đúng ai sai có gì quan trọng cơ chứ? Nói chuyện với em đúng là tức chết. Nếu mà lần này vì chuyện của em mà anh bị sa thải, anh sẽ không bỏ qua cho em đâu. Anh Đức, anh đi đâu vậy? Cái dự án đó tôi đã nghe qua rồi, nhưng mà vẫn phải bàn bạc thêm đã, xem có khả thi không. Chết. Chiếc váy của tôi. Tôi xin lỗi nhé, cô có sao không? Váy của tôi. Là do tôi không để ý cho nên va phải cô. Bây giờ váy cô bẩn hết rồi, hay là để tôi đền váy khác cho cô nhé. Hôm nay là kỷ niệm một năm yêu nhau của tôi. Đây là váy mà người yêu tôi mua cho tôi. Tôi xin lỗi cô, nhưng mà tôi cũng không hề cố ý mà. Tại sao lại như thế? Rõ ràng trước đây anh ấy rất là yêu thương tôi. Tại sao bây giờ anh lại đối xử với tôi như vậy?
Cô gì ơi, cô có sao không? Alo, tôi nghe đây. Cô Lan, lại đến tìm anh Toàn à? Thật là không khéo, anh ấy vừa đi thăm công trình mất rồi. Hay là thế này, để tôi dẫn cô vào căng tin, mời cô uống cà phê nhé. Anh ấy đi cũng lâu rồi, chắc là cũng sắp về. Sao anh nhiệt tình với tôi thế? Sợ tôi mách gì với anh Toàn à? Không đâu, tôi biết cô Lan là một người rất rộng lượng, không bao giờ để tâm những chuyện nhỏ nhặt ấy đâu. Chỉ là tôi sợ cô đợi anh Toàn lâu quá sẽ nhàm chán, nên muốn mời cô uống cà phê thôi. Anh cũng dẻo miệng thật đấy, nói chuyện khôn khéo hơn nhiều cô bạn gái của anh. Tôi biết cái tính của bạn gái tôi là như vậy. Tôi cũng đã góp ý nhưng cô ấy không chịu sửa đổi. Tôi cũng hết cách rồi. Nếu như mà cô ta không thay đổi được thì anh đổi người yêu đi. Cái chuyện này với anh chắc là không khó khăn gì đâu đúng không? Chắc là tôi cũng nên xem xét về chuyện này. Tôi đợi anh Toàn lâu quá, tôi về trước nhá. Được thôi, tôi sẽ báo lại với anh ấy. Này. Sao thế? Anh chở tôi đi ăn trưa được không? Cũng đến giờ nghỉ trưa rồi, chắc là anh không bận gì đâu đúng không? Coi như là tôi mời anh ăn trưa. Đúng là tôi không bận. Vậy để tôi chở cô đi ăn. Alo. Alo, anh Đức à? Anh nghỉ trưa rồi đúng không? Anh ơi, xe em bị hỏng ở gần công ty anh rồi, anh ra giúp em với. Hôm nay anh phải đưa sếp ra công trình rồi, bận lắm, em nhờ người khác đi nhá. Nhưng mà anh Đức. Alo, anh Đức. Sao thế? Bạn gái anh gọi à? Đúng là cái đồ phiền phức, cả ngày chẳng làm được cái gì, chỉ làm phiền anh là giỏi. Thôi, mình không nghĩ đến những cái chuyện không vui này nữa, đi đi. Cẩn thận. Cô gì ơi, có sao không? Có bị thương ở đâu không? Này, này, cô đi đứng kiểu gì đấy hả? Muốn báo người khác à? Muốn chết cũng đừng đâm vào đầu xe người khác chứ. Thôi được rồi, đừng nói nữa. Cô đứng dậy được không? Đâm vào xe mình như thế mà không xin lỗi anh một câu nào, anh để yên như thế à? Chắc là cô ấy đang rất vội. Mang hết những món đắt nhất, ngon nhất ra đây cho tôi. Dạ vâng ạ. Anh nhìn gì thế? Cô Lan đặc biệt thật đấy. Tôi không chỉ đặc biệt mà tôi còn thích những thứ đặc biệt cơ. Ví dụ như là đặc biệt đắt tiền, đặc biệt tốt, tôi đều thích. Vậy hẳn là bạn trai cô cũng rất đặc biệt. Cũng không hẳn. Tôi chỉ cần bạn trai tôi khiến cho tôi vui là được. Mà anh cũng có vẻ rất tốt, nhưng mà cái mắt nhìn bạn gái của anh không hề tốt. Ai cũng nói như vậy cả, nhưng biết làm sao bây giờ. Đã mấy lần tôi muốn chia tay, nhưng cô ấy đòi sống đòi chết. Mà tôi thì không muốn nhìn thấy người khác tổn thương vì mình. Tôi cũng không còn cách nào khác. Tôi thấy là do anh mềm lòng quá thôi. Chính vì như vậy mà cô ta mới bám lấy anh đấy chứ. Lúc trước tôi chưa tìm được người mình thích, tôi cứ mặc kệ cô ấy. Cô ấy muốn làm gì thì làm. Nhưng bây giờ thì khác. Khác gì? Bây giờ tôi đã tìm được người mà mình thích rồi, vậy nên tôi bắt buộc phải chia tay với cô ấy. Anh tìm được một người khác rồi á? Là ai vậy? Tôi có biết không? Có thể là cô cũng quen người ấy đấy. Dương, sao em lại ở đây?
Anh còn dám hỏi tôi à? Cô bị điên à? Cô làm gì vậy? Anh mới là đồ điên đấy. Tôi đang giúp anh tỉnh ra thôi. Anh nói ai là người đeo bám anh không tha? Ai là người đòi sống đòi chết không chịu chia tay? Thì... Đầu óc anh có vấn đề không nhớ ấy? Thì để tôi nhắc lại cho anh nhá. Chính anh là người đã theo đuổi tôi 3 năm trời tôi mới đồng ý yêu anh. Và sau đó anh có quá nhiều tật xấu nên tôi muốn chia tay. Thì anh như thế nào? Anh đòi sống đòi chết không chịu chia tay tôi. Bây giờ thì tốt rồi. Anh muốn chia tay tôi thì chuyện gì anh cũng có thể bịa ra được. Được, tôi chiều anh. Chia tay thì chia tay. Tìm người tốt hơn anh ấy có đầy người đấy. Còn tìm loại xấu xa tồi tệ như anh thì mới khó rồi. Cô... Ôi, cẩn thận. Ờ, là anh à? Cô nhận ra tôi à? Anh là người hôm qua đã đổ cà phê vào váy của tôi. Tôi xin lỗi nhá. Hôm qua tôi chưa kịp đền bù cho cô thì cô đã bỏ đi rồi. Đền bù thì không cần đâu. Nhưng mà bây giờ anh có thể cho tôi vay một chút tiền để bắt xe về không? Tại vì lúc nãy tôi đã vay hết tiền để bắt xe đến đây rồi. Bây giờ không còn tiền để bắt xe về. Anh có thể cho tôi vay không? Tôi hứa là tôi sẽ trả lại mà. Tôi nói thật đấy, tôi không phải là lừa đảo đâu. Không, tôi không có ý nói cô là lừa đảo đâu. Nhưng mà vừa rồi ấy, tôi vô tình nhìn thấy cô và bạn trai cô. Cho nên tôi nghĩ... Anh nghĩ là tôi bị cắm sừng. Nên là tôi sẽ phải đi bộ ở ngoài đường. Dầu dĩ, ngắm trời ngắm đất và suy nghĩ về nhân sinh. Nhưng mà cuộc đời này còn dài mà. Ai mà chả phải gặp phải một vài người tồi tệ như thế chứ. Cho nên tôi không việc gì phải khóc lóc hay là đau khổ vì một thứ không đáng như vậy. Tôi rất đồng tình với quan điểm này của cô. Vậy thì anh cho tôi vay tiền bắt xe về nhá. Cô vẫn nhớ chuyện này sao? Dĩ nhiên rồi, dù bị cắm sừng ấy thì tôi cũng vẫn phải về nhà an toàn chứ. Hay là để tôi đưa cô về nhá. Từ sáng đến giờ tôi chưa ăn gì cả. Anh muốn cười thì cứ cười đi, việc gì phải nhịn, không tốt đâu. Dù sao thì tôi cũng đang đói. Hay là mình đi ăn nhá. Cô nói sao cơ? Hôm qua Lan ăn lèn bánh kem của cô rồi còn mắng cô á? Đúng vậy, lần đầu tiên tôi gặp một người vô lý như thế đấy. Mà tôi không ngờ anh với cô ta lại chính là anh em ruột. Hai người chẳng giống nhau tí nào cả. Tôi giống bố, còn Lan thì giống mẹ. Tôi không nói về ngoại hình, tôi đang nói về tính cách mà. Thì đúng, tính cách đấy. Tôi cũng đang nói về tính cách mà. Anh đúng là hài hước thật đấy. Tóm lại là tôi dễ thương hơn nhiều và đẹp trai hơn nhiều. Có ai anh nói như thế hết, tôi quen rồi. Chủ tịch ạ. Vào phòng tôi, chúng ta nói chuyện. Dạ. Anh Đức. Chủ tịch nói sao ạ? Tôi hỏi anh là có phải giữa anh và em gái tôi đã hẹn hò với nhau đúng không? Tôi... Dù mối quan hệ của hai người là gì đi chăng nữa thì tôi muốn rằng từ nay về sau giữa anh và nó phải giữ khoảng cách với nhau. Anh hiểu ý của tôi chứ? Nhưng mà thưa chủ tịch... Anh phải chọn một trong hai. Một là hẹn hò với em gái của tôi. Và hai là làm việc ở công ty này. Nếu như anh chọn phương án thứ nhất thì tôi sẽ đuổi việc anh. Anh Toàn, anh lấy tư cách gì mà xem vào chuyện tình cảm của em? Lan, anh để cho em nói. Anh trả lời em đi. Anh lấy tư cách gì để can thiệp vào chuyện tình cảm của em như thế? Anh chỉ là anh trai của em thôi, không phải là bố của em. Nếu như mà em hẹn hò với người đàng hoàng tử tế thì anh đây cũng chẳng rảnh rỗi để mà xem vào chuyện của em đâu. Nhưng mà anh ta là cái loại đàn ông có mới nới cũ, sẵn sàng ruồng rẫy bạn gái của mình, dùng mọi thủ đoạn để ngoại tình với người khác. Theo tôi được biết thì giữa anh và em gái tôi quen biết với nhau chưa được bao lâu cả. Nếu như vậy thì tình cảm đã đủ lớn để anh ruồng rẫy bạn gái cũ của mình hay chưa? Hay là anh đến với em gái tôi chỉ vì tiền thôi? Chủ tịch, anh hiểu lầm rồi. Thực ra tôi với bạn gái cũ đã hết tình cảm với nhau từ lâu. Việc tôi đến với Lan
là thật lòng ạ. Đúng rồi đấy, bạn gái cũ của anh ấy có gì tốt đâu. Với lại anh ấy chia tay là chuyện đương nhiên mà. Em mê muội quá rồi đấy. Từ nhỏ đến lớn, cái gì em thích thì nhất định phải có được. Anh đừng ngăn cản em. Cho dù thứ đó thuộc về người khác thì em vẫn sẽ dùng mọi cách để đạt được nó đúng không? Đương nhiên rồi, em có khả năng làm chuyện đấy mà. Tôi cho anh một cơ hội cuối cùng. Một là anh chọn nó, hai là công việc. Tôi... Cần gì phải chọn chứ, cái công việc quèn này thì làm sao mà sánh được với em chứ. Không phải chọn, đi anh. Này, em kéo anh đi như vậy, chủ tịch mà thấy thì không hay đâu. Anh sợ anh ta tức giận mà không sợ em tức giận à? Nhưng mà... Không làm việc này thì làm việc khác. Công việc của anh có gì to lớn đâu, nghỉ thì nghỉ thôi. Kia có phải cái Dương, bạn gái cũ của anh? Ông nó quen với anh Toàn à? Thì ra là như vậy. Anh vẫn luôn thắc mắc tại sao chủ tịch lại biết về mối quan hệ của bọn mình. Hóa ra là do Dương nói. Hèn gì, Toàn không chịu nghe lời em, lại chỉ nghe lời con bé ấy. Chủ tịch Toàn có tiếng nói, chẳng qua là vì anh ta có tiền. Nếu như em có sự nghiệp riêng, chắc chắn sẽ không phải sợ anh ta nữa. Nói thì dễ lắm, nhưng mà từ trước đến giờ em chỉ biết ăn chơi thôi, có làm gì ra tiền đâu. Em không biết, nhưng mà anh biết. Anh... Mấy năm đi theo chủ tịch Toàn, anh cũng đã quen không ít đối tác, có rất nhiều mối làm ăn. Chỉ là anh chưa có tiền để làm thôi. Nếu như em chịu hợp tác với anh thì rất có thể sẽ khiến cho anh trai của em phải hối hận đấy. Tiền anh Toàn ở đâu nhỉ? Đây rồi. Lan, đứng lại đấy. Lại chuyện gì nữa? Hôm qua nhân lúc anh không có ở nhà, em tới nhà anh làm gì? Ai làm gì đâu, thì em tới thăm anh thôi. Thăm anh á? Thăm anh hay là ăn trộm tiền của anh? Anh nói vớ vẩn, ai ăn cắp tiền của anh bao giờ? Nhà anh lắp camera đấy, em có muốn xem lại không? Thì em gái mượn anh trai chút tiền có gì to tát đâu. Với lại anh đâu thiếu tiền nhỉ? Em mượn tiền thì phải được sự đồng ý của anh. Em hỏi ý kiến anh chưa? Thì... Thôi, anh muốn cái gì nói thẳng đi. Em mang tiền đi đâu? Làm gì? Mau trả lại cho anh. Không có. Em nói cái gì? Thì em đem tiền đi đầu tư rồi. Đầu tư á? Từ trước đến giờ em biết đầu tư cái gì đâu hả? Em không biết, nhưng mà bạn trai em biết. Anh Toàn! Dương à? Cậu đến đây làm gì? Là anh gọi cô ấy đến đấy. Chuyện anh nhờ em sao rồi? Em có đến nhà để tìm anh ta, nhưng mà em đến nơi thì mọi người nói anh ta đã trốn đi trong đêm rồi. Đúng như anh dự đoán mà. Hả? Hai người nói cái gì đấy? Ai bán nhà đi trong đêm không? Là bạn trai của em đấy, chạy trốn rồi. Không, không thể nào. Anh ta đã vay tiền của rất nhiều người để chơi cờ bạc rồi bỏ trốn. Không đúng, chắc chắn hai người bày trò lừa tôi đúng không? Tới giờ phút này rồi mẹ vẫn chưa sáng mắt ra hả Lan? Bạn trai của em ấy mang hết tiền đổ vào cờ bạc rồi. Sao, có nghe máy không? Không thể nào như thế được. Tôi biết là anh ta đam mê cờ bạc, nhưng mà tôi lại không nghĩ anh ta đến mức này. Vậy còn tiền của tôi thì sao? Tiền nào là tiền của em, tiền của anh mới đúng đấy. Và từ bây giờ trở đi ấy, anh sẽ không chu cấp cho em bất cứ một đồng nào nữa cả, cho tới khi nào em trả hết nợ cho anh. Cái gì? Anh tính toán cả với em à? Anh tính toán với em à? Số tiền đó ấy, không phải là nhỏ đâu Lan ạ. 500 triệu đấy, đó là cả một gia tài đối với người khác rồi. Anh nói rõ hết với em rồi đấy. Và sau chuyện này, em nên rút ra được bài học cho bản thân mình đi.
May mắn là công an đã bắt được tên Đức và đòi lại toàn bộ số tiền. Tất cả là nhờ công của cô đấy. Trước đây anh ta không phải là người như vậy, nhưng mà từ khi dính vào bài bạc ấy, tôi thấy anh ta tự nhiên trở thành một con người hoàn toàn khác. Và cũng may mắn là con bé Lan ấy đã rút ra được bài học cho mình rồi. Nói chung là trong cái rủi lại có cái may. À, tôi có món quà này cho cô đấy. Là gì vậy? Trước đây tôi làm bẩn váy của cô và chưa có dịp trả lại cho cô. Hôm nay đi trên đường tôi thấy một chiếc váy rất xinh, rất hợp với cô, cho nên tôi mua để tặng lại cô. Anh không cần phải khách sáo với tôi như vậy đâu. Không sao đâu, chỉ là tôi muốn mua thôi mà. Hy vọng là cô sẽ thích nó.